Chào các bạn, chào các cháu. Thịt ba rọi là món ăn rất thông dụng trong bữa cơm hàng ngày. Hôm nay Ngọc chia sẻ đến cả nhà làm món thịt ba rọi chiên sả ớt theo cách mới. Thịt mềm ngon không bị khô, gia vị rất vừa ăn. Bây giờ mình mời cả nhà cùng vào làm với mình nha. Thịt ba rọi 550g, một trái ớt sừng, 3 cây sả, 15g tỏi, một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng rưỡi cà phê nước mắm. Gia vị nêm, một muỗng canh tương ớt, một muỗng canh nước mắm, một muỗng canh đường, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt. Mình đi ướp thịt, một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng rưỡi cà phê nước mắm. Mình trộn đều và mình ướp 20 phút. Mình đi băm ớt và tỏi. Ớt này thì mình đã lấy hạt. Sả mình cắt lát xong rồi mình cũng băm nhỏ. Mình cho đường vào trong tương ớt, bột ngọt và nước mắm. Mình khuấy đều. Mình đi chiên thịt, mình nay mình không chiên bằng dầu mà mình chiên bằng nước. Mình để lửa lớn cho thịt nó sôi đã rồi mình mới hạ lửa nhỏ xuống. Mình chiên như vậy là thịt nó mềm và không có tốn dầu nữa. Lát nữa cái mỡ nó ra là mình tận dụng cái mỡ nó ra thì mình chiên thịt luôn. Mình hớt bọt. Mình chiên cái kiểu này là mình hớt bọt được này. Mình chiên bằng dầu mình không hớt bọt được. Và chiên kiểu này thịt nó mềm lắm. Nếu mình muốn cho thịt mềm thì mình cứ chiên nhiều nước là nó mềm. Mình lật thịt lên cho thịt chín đều. Mình chiên một lát thì nước cạn hết rồi, bây giờ còn thịt thôi. Giờ mình để lửa nhỏ. Ăn con kiểu lớn mình chiên cho nó dễ. Mình cứ lửa đấy như vậy tự mỡ nó ra, không cần phải đổ dầu. Mình phải thăm thịt thường xuyên. Và mình chiên một riêng như vậy nè. Nó không có cháy, nó không có cháy. Đó, cái vàng này riêng nó đều. Thịt vàng này được mình gắp ra này, mình chiên quá thì nó khô. Mình múc bớt mỡ ra. Cho tỏi vô mình phi. Tỏi thơm mình cho sả vô. Tỏi và sả thơm mình cho ớt vô mình phi luôn. Mình cho phần nước mắm vào. Phần nước mắm lúc này nó keo keo lại, mình cho thịt nó mình đảo. Mình để lửa nhỏ. Mình đảo để cho thịt nó bám đều với tỏi với sả. Nhìn ngon hấp dẫn quá cả nhà ơi. Tỏi và sả bám đều rồi thì mình tắt bếp. Bây giờ mình thưởng thức. Mình mời cả nhà nha. Thịt thì mềm ngon, gia vị cay cay mặn mặn rất vừa ăn. Video của mình đến đây là hết. Chúc cả nhà thành công. Nếu cả nhà thích thì hãy like, đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.